Cách thực hiện phép tính theo phương pháp Fingermark đối với hàng đơn vị chúng ta làm như sau. Chúng ta có cách quy ước như sau. Khi chúng ta thực hiện phép cộng, chúng ta thực hiện bung ngón tay lên từ trong ra ngoài. Còn khi chúng ta thực hiện phép trừ, chúng ta sẽ cụp ngón tay xuống lần lượt từ ngoài vào trong. Ví dụ, khi chúng ta áp dụng vào phép tính trong bài học ngày hôm nay, chúng ta có phép tính 2 cộng 1. Chúng ta sẽ làm như sau. 2 cộng 1 kết quả bằng số 3 trên bàn tay phải. Vậy chúng ta được phép tính là 2 cộng 1 bằng 3. Tương tự như vậy, chúng ta có phép tính 3 trừ 3. Vậy chúng ta sẽ làm như sau. 3, chúng ta giơ số 3 theo phương pháp Fingermark lên, trừ 3, tức là chúng ta trừ cả 3 ngón xuống, kết quả bằng 0 trên bàn tay phải. Vậy đáp án của chúng ta 3 trừ 3 bằng 0. Ở mức độ cao hơn, chúng ta có phép tính 4 trừ 2 trừ 2, kết quả bằng. Vậy chúng ta sẽ thực hiện như sau. 4 trừ 2 trừ 2, kết quả bằng 0 trên bàn tay phải. Vậy chúng ta có đáp án bằng 0. Tiếp tục, ở một phép tính nữa, chúng ta có phép tính 1 trừ 1 cộng 9, kết quả bằng. Chúng ta sẽ làm như sau. 1 trừ 1 cộng 9. Vậy trên bàn tay của chúng ta kết quả bằng số 9, và đáp án chúng ta bằng 9. Tương tự như vậy, ba mẹ sẽ hướng dẫn và vận dụng theo phương pháp Fingermark để giúp các con hoàn thiện bài giúp cô nhé.